Tôi có nghe anh Vinh Tần với Hùng cãi nhau chưa? Nghe Cái này lỗi em mày ơi, lỗi Lê em. Do đấy Vinh Sơn với Hùng nói chung là kiểu gì cũng cãi nhau. Cái gì mà cứ cháy thế? Lim men ngay bên này Vinh rồi. Đâu Sơn đây đâu à? đâu đâu. Tốn cậu Vinh ơi. Sơn Hùng mà còn cả Lim Ôi men nữa. trời, trên trên đấy, trên trên đấy. Bộ Đây bà. đây đây. Bộ à, đạo lý à. Không bà đó. Vinh Sơn Vinh Sơn Hùng mà còn cái Lim men nữa. Hai người đã sầm rồi còn Lim men nữa. Toàn Không những đội chiến lược gia ngoài tầm thế giới không Đó là đặc sản đó. không mà có anh bị xịt với Hùng Không là muốn giải nói trí đặc ngay sản. má được Ồ, giải trí đặc sản rồi, đặc sản. Ây da, anh em mình lại vả bên kia à. Gùm đầu dịp Ờ, hẳn Đạt ơi, thế team mà đánh rảnh đây. có đủ rồi nè, nếu mà đánh xong cái này anh team anh Vincent đủ thì quýnh thôi. Chết Nhưng cao kìa. Vincent ở đây thì đang bị thiếu, number nó bỏ rồi thì bảo là Vũ thay cho number, Đạt có đồng ý không? Vũ hay lên bờ cũng được, trong Vũ lên bờ thì cũng như một thôi. Sao lên bờ bỏ rồi tự nhiên hôm bữa pin quốc xị chứ chửi lên bờ xong Áp lực quá, bị Vinh Hồ Sĩ nó chửi nhiều quá. Cái à, gì đấy, pin anh Lâm bơ quốc bỏ xị giải à? chắc cũng dữ quá. Đùa. Vậy quýnh đi, lát hồi xong dán Vũ vô hai luôn đi cũng được, làm chứng dán răng. Thế thì sẽ là Vision, Zoki và Vũ nha, bởi vì là bên kia không thấy hí. Ok, quýnh luôn đi. Tio thì chắc là cũng bỏ rồi, bởi vì thằng number nó Cái gọi gì Tio cơ? vào, Sao thằng lại có Zuki ở đây? Tio em tem nằm number mà. Ủa, giờ kêu bỏ ra ai thấy kêu Thì đấy, mà bảo không biết là Tio nó có bỏ hay không, nhưng mà khả năng là number nó mời thằng khả Tio năng là đéo đánh vào. được đâu. Vincent có dự bị mà, anh Vincent dự bị mà thì đó. Nên là anh Vincent thấy Kyo còn Vũ hai lưng bờ. À luôn quánh đang quánh nữa chừng tự nhiên bỏ giải rồi. Cấm mẹ vậy nó mới giải sao cho rồi đéo cho chơi. Tại công việc mày chỉ rồi, là chị thằng đã nhéo xin việc rồi. nào mày á mày Liên quan gì tao mẹ. Mày cứ trêu Anh Phi Cusi rất là toxic nha. Từ chiều đến giờ rất là hay kích động anh Vincent với em. Ờ, anh nó bảo gì, may mà em là con đã người bình tĩnh nha. Anh kích động gì tao chỉ là nói điều sự thật thôi. Mày đắm anh Vincent ba vé thì tôi nói đắm ba anh vé kích rồi. động Không lẽ anh kích tao có nói gì à? Anh kích động anh động. Khi nào mà tao nói thì mẹ mày đắm anh Vincent phải rồi, tao chỉ nói đâu là phải đâu nào chứ tao chỉ đâu nói có là ai anh Vinh trong xe mày đúng anh Vinh xe thôi. Xong xong dán cái tầm này kia hú nha, quýnh quýnh chứng dán nặng đây, làm trận ra đi, làm trận ra đi mọi người, đây làm trận ra đi mọi người. Cái gì cùng hay ai thì cũng vẫn là châu quân. Còn quá không, còn bị cụ sẽ năng không, có làm trận ra đây, làm xuống trận ra dùng game khác nè, xuống được rồi game khác. rồi trong cánh là HZ nha, trong cánh khác ấy, đầu cánh bộ binh trong cánh khác. Tươi, lại tươi. Tươi là Ôi. Bên này là Clement với cả Hùng à? Đâu, Clement với lại Wilson. Hai anh em cọc trèo. Rồi anh vô bây giờ. Ô tô mềm. Sợ gì? Đây bên này là mẹ nhìn lý thỏa bắn hiệu kép. Bắn em chiến thuật là như nào đây anh Zoki ơi? Đi ra full cung. Full cung à? Full kỵ. Được chưa? Ok. Không nhìn ra chưa? Xong rồi đấy. Tốt vậy. Vấn đề là sạch bài nữa thôi. Bài là xong rồi. Chết thì thôi, phải chịu chứ còn gì nữa. Hai nhà chính kìa, mất dạy không? Chịu rồi, không hài nữa. Thôi, tập cái đâu. Kiếm kiếm nhà chính thứ hai rồi. Thành, thành cứ hai nhà chính đi. Cứ hai nhà chính thường. Không, 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 không. Hai nhà chính à? Không, hai nhà chính bao giờ nó quân. Thế thì lên 3 đi nhá. Lên thẳng 3 gì? Thế thôi. Được. Trong cánh là ai nhỉ? Cánh mình là ai nhỉ? Hát tên à? Thằng ba cũng được. Nhận thì nghe hát tên cái thằng ba cũng được.
chưa thấy ông chị đầu hát đét luôn. Đào nhiều đá lắm, đào nhiều đá lắm. Tí chết con rồi. Ai xa. Chết con giò. Chết một dần. Hay thế nhỉ. Thành cẩn thận HZ chém chết đấy. Đây 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 đây, thấy chưa thấy chưa thấy chưa. Kiểu rồi mà quên mất quên canh khủng. Cái đấy nhỉ. Thôi ok đi. Đang pháp một đẹp. Ờ, ra một ít quân xong nếu không thấy họ trong quân thì lên 3 giáng súc ạ. Đây họ ra quân này. Ok đây đây, cái này trong quân luôn. Cao cấp cao đúng đây cả. Không thể kịp đâu hết. Anh em ơi, điểm yếu bên kia là HZ đấy. Chọc HZ đi. HZ không có tay để dân đâu, toàn bị mất dân rồi. Chọc HZ nhiều vào. Quan trọng là cái đặt tính đấy rồi. Đánh từ đấy kìa. Hay cắm chòi lắm, rất hay cắm chòi. Thế nên là tốn lực. Với cả là không hay để yên vàng đâu, đánh bẫy vàng ấy, xong tí nữa là hết vàng mà. Tí nữa là không ấy. Đánh bẫy vàng ấy Vũ ạ, tập trung đánh bẫy vàng ấy, anh trận trước tôi biết rồi. Anh em thắng cánh đi, còn chạy sang bên này cứu em nhá. Anh em thắng cánh ấy, thắng cánh giống như vừa lẫy ấy. Vừa lẫy mẹ, mình thắng cánh mình chạy sang chặt bao nhiêu dân. Đấy mà học bài một nhà chính không? Ở trong một nhà chính yếu lắm, lấy kiểu gì yếu lắm. Con chưa biết bài 2 nhà chính được. Chưa biết là 2 nhà chính. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Gì á? Ai lên 3 đấy? Clement hả? Đúng rồi anh ơi. Gali, Otoman không ai trông nên là đúng rồi. Chúng quân lên em ơi. Có khi mình đẩy luôn đi anh ạ. Ừ đẩy luôn đi, nhưng mà bẫy ba vàng đằng sau. Ăn bẫy gỗ trước đi. Ờ thế xuống dưới đánh xuống dưới cánh bẫy gỗ đây. Chắc là đánh súng với kẹp cái cung của nó không lên. Ăn gần hết kiều rồi còn đâu nữa. Thôi dân nhá, thôi dân nhá. Ok. Không đánh kỵ nữa, không đánh kỵ nữa. Kỵ đây. Hùng lên 3, Hùng đang lên 3, Hùng đang lên 3. Nặng này. Ui dồi ôi, tự nhiên men thật ám. Lên 3 thì phải đánh 3 đúng rồi nhá. Quay cho em. Thôi, về nhà phun cung, về nhà thủ, phun cung, về nhà thủ. Cánh dưới ra rồi, châu cung lắm. Nhìn lên anh em ơi, cánh trên nhanh lên.
dưới đang sắp đi rồi. Một tí nữa thôi là đi rồi. Ê, bắn máy gỗ đi. Đàn quân đấy đang bắn máy gỗ đi. Trời ơi, anh lại bảo kéo hết về. Em đang đúc rửa cái ram ngon đấy. À không, đừng đúc ram. Đúc ram nó phá được. Bây giờ có gì không còn để nó chặn, ngăn chặn nó. Em vào đánh rồi. Anh em ơi. Để em ra mông xô, anh chờ em một tí. Chạy câu giờ thôi. Đưa đây. Mày khổ quá đi cháu. Ơ kìa, cùng đây này đứng đi rồi. Có gì đâu, ra đây không? Người ta đang ấy anh ạ, người ta đang dí Muso à cái Bennett Am vào mồm em. Đâu? Đang đứng ở nhà ấy. Em chạy nhanh đấy. Không mà chết rồi. Ok, đúc cái ram đi. Đang thừa gỗ. Hát vừa rồi cũng biết lên nhà thứ hai này. Người ta ơi, không thích chơi giống hẳn cây gà đâu trời ơi. Ok. Hoàng Quân đang đứng sức ở đây rồi. Đứa ba nhìn lên đang xúc rồi. Em đang lên rồi. Sắp nó sắp ủi ra một nhà rồi. Ô chạy đi anh ơi. Em cũng cho ra vào nhà người ta hút rồi đây. Ui hộ mày bắn đá đấy cơ. Chứ không phải là ram đâu. Thế thì gãy anh ạ. Em chí rồi, sắp xong rồi. Tôi cũng dám mày ra nữa. Chết rồi. Có thôi dân thì cho anh ạ. Rồi sao rồi đấy. Ui nhiều lỏ lắm thôi. Cố đem đi anh ơi. Chiêu. Đang lên 3 đã. Tụ quân đi, cứ tụ quân đi thành tụ quân ra đi đẹp. Đi, kéo đẹp rồi. Nghị lực lên anh ơi. Cổ lên mà đấy em. Anh chạy về nhà em nè. Đang đánh gì? Ăn được bờ ăn cờ rồi. Đi đi Thành ơi. Chưa có. Bên kia đẩy được không? Bên kia hỗ trợ được không? Bên này bay nhà rồi. Thành xin mẹ tham quan đi. Bên kia toàn 12 xin mẹ tham quan rồi. Ủa chết rồi, người ta đến rồi. Em sợ mày bắn đá ấy. Thì đấy. Quan trọng mày bắn đá đấy. Đây để em ra. Ui dồi nhiều cung thế lên nhở. Cứ lùi đi bên kia đẩy này sang nhanh nhê. Lùi đi đừng để bay nhà xúc là không có cơ hội đâu. Ôi ăn bờ ăn cờ đây nhá. Xoay ra đây. Xoay đi. Kiểu đéo thì đi đâu cũng gặp không thành kiện không hoàn. Kìa nó đẩy quanh vai kìa. Sao rồi. Chờ lên 3 từ từ nhé.
Này, mày đang đứng đây chắn rồi nhưng mà quân đâu rồi? Kìa mày bắn đá. Tí. Ôi, tôi chảy quân đấy nha. Vũ ơi, phải xuống đây ăn hộ mày bắn đá đi Vũ ơi. Tăng hình đi, tăng hình đi. Má xong đi. Má mấy con dân này cho trốn vào rồi mà lại chạy ra là sao nhỉ? Tốt cẩn thận. Đẹp đem dưới chỗ cái lũy này anh ơi. Kìa. Chạy ra. Đem hướng, đem hướng. Ôi, khả năng... không có cách nào mà để phá mấy con máy bắn đá này cả ấy. Đây là có bê thủ mắt không? Đây là đang bắn này. Đang thủ ấy, đang thủ ấy. Đá giúp em mấy cái máy bắn đá anh em ơi. Đấy rồi. Đây, đang thủ đấy. Ui địt mẹ không nào. Trời ơi, Vũ ơi. Cả nhắc tôi nhớ kìa. Ôi. À. Kìa, mất chị kìa, mất chị, sao lại chị chạy vào đây? Kìa đánh dưới, đập xuống đánh cái cầu đá kìa. Đánh cầu đá đi Vũ ơi. Rồi, đánh cung, quay ra đánh cung. Đang định ra phóng lao anh Vũ đến muộn quá đi mất. Anh kéo hết con về. Tôi đỡ anh. Rồi, hết đó. Thì lao khỏi cái ấy là xong rồi. Rồi anh em tập trung đẩy bên kia đây, Tụi ra thôi, phải ra qua phong đi, qua thêm phong đây. Má, con này ở đây đéo xây kíp được cây kíp nhỉ? Có đá không? Có đá xây kíp ở ấy, á xúc. Xây kíp ngay trước cửa bãi vàng được không? Em ấy hết rồi. Em xây ở bên trong này, em tưởng không ai sang, em xây bên trong này, em đép rồi. Cố gắng đào đá thiết kế thêm cái ấy nữa đi. À, có... Nếu có áo phong thì có áo phong. Vừa bị hùng còn thiếu bao nhiêu đá, Thiếu 700. Xây lên đi, nhanh lên. Xây chỗ bãi vàng đúng không? Ừ, trước cửa bãi vàng. Đá đủ đâu. Bãi cứ... đào thêm đi. Đá chỉ có bằng đấy thôi đấy. Đá đây. Vào, đây là người ta đẩy lại đây. Người ta đẩy lại. Anh em ơi, anh em bên kia sang thủ một tí nữa được không? Đang ngựa rồi. Cái gì lại chạy xuống dưới à? Ừ, thì bây giờ đã hồi đấy được đâu. Ê, mẹ quân anh vừa mới chạy lên trên sao? Bắn đi. Thôi cứ dọn xong bên đấy để Vũ về được, để Vũ về này được rồi. Đó, dọn xong đây là về nha. Để em ra cái nắm đá đấy. Kìa, bãi gỗ. Ui giời ơi. Khổ cái thằng em. Đấy rồi. Sao mày sắp con xuống dưới à? Mày... Rồi. Người ta vẫn ra. Ê, cái thằng này nó chỉ chờ mình thế thôi. Để đi chấm bẩn mắt A Dũng nha. Thủ nhà đi. Đi đi anh ạ. Không là đi nhặt thánh tích mà nhà mình bị bắn chết đấy. Kìa,
Nó vào nhà Trung Quốc kìa. Thì anh có 5 phân mà. Mẹ nhưng đéo ổn thôi. Qua đâu. Bếp rồi. Trả thù dân tộc rồi. Lê, thủ này, thủ này. Ừ, bên nó xoay dân. Xoay dân nào, xoay dân đi, xoay dân đi, xoay dân đi. Xoay rồi, xoay rồi, xoay rồi, xoay rồi, xoay rồi, vừa xong. Bắt hết đám cung của anh Vision kia đấy, bắt hết đám cung của anh Vision kia. Ông chói không có trong đây, về đi. Rồi. Thế. Bắt được là tươi ngay. Cái gai bị chỉnh cái không? Đó kíp thì khổ quá. Không có lấn ra giữa mát rồi nữa. Kiếm hết góc 12 rồi. Ra giữa mát rồi, hay như nào? Kìa. Không phải nhà hùng này. Rồi, tam đoàn hùng nhá. Anh em ơi, cố lên. Đấy, 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 xuống rồi, đấy, xuống rồi anh. Đấy, được rồi, hồi lại được rồi. Cá hồi rồi, cá hồi, cá hồi rồi. Cá hồi ven biển rồi. Bên dưới là xong rồi gì? Xong rồi, xong rồi. Không sao được. Xong rồi, xong rồi, yên tâm, khỏe rồi, khỏe rồi. Tiếng người đi mẹ búp búp 81 mà cứ thật vậy. Nhanh lên những đấy 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 đúng rồi, khỏe là khỏe thôi. Thì mẹ chưa mà được nhà ông clear, nhà ông Vương với nhà ông Vincent với nhà ông clear còn nguyên nữa, khỏe thôi. Nói rồi có niềm tin đi mẹ. Đùi ơi, vào ủi vào ủi nhà kia mẹ, ủi nhà clear mẹ này, này này này, thấy gì không? Em toàn cung anh à. Con mẹ đấy hiểu sao chạy toàn cung. Chết luôn gần ôi cơ giới khổ đời em đây. Đang lên đời bốn rồi, cày thế. Tổ phải chết rồi. Chạy về kíp, chạy về kíp. Ui ta thụ hai con phóng lao đây, mẹ nó cứ rình thôi. Em thấy người ta bắt đầu yếu rồi sao ấy, ra quân ít lắm rồi. Ui mẹ, nhìn ta đang khuấy lạo thiên cung ở trong này đấy à. Thế thì anh em mình phải đẩy mạnh thôi. Thành mất một đấy, thấy là tôi nuôi hẳn bên anh. Chết con mẹ rồi. Trời ơi, giờ mà chưa ăn lưng chóc. Khổ vậy rồi. Mà mới được sạch quân đi công rồi. Đánh đi anh ơi. Ôi trời, tao yếu quá. Đánh 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 bắn cung kia đi, con mẹ cung chạy đâu đi. Đang đánh nghe anh luôn. Em cung cứ chạy. Thôi thôi, lùi, nó nhiều quân quá. Xoay dân anh Khánh ơi. Đó, xoay đây. Ông sao anh ơi, cứ bình tĩnh thôi. Con mẹ mày, đây này, ở nhà này này. Ở nhà tao này. Không công được thì mình đép thôi, em đang đép được. Ít con mẹ mày. Từ tao về nhà đép cái giao thương đã. Không ăn lồn. Bên kia công được chưa? Vào chứ. Kìa nó đến kìa. Mẹ còn quay đỉnh này.
giữa bác đây anh em ơi, giữa bác đây. Bảo kê giữa bác nha. Anh Zoki sang bên cánh kia đi để đá thận cổng từ nhà thôi. Ô, cổng nó bo, cô lập ở trên đó cho anh ấy rồi. Tải nhà tính lên. Thôi đi, cứ nhóm kỵ vào hôm quá. Địp của mẹ kỵ khác nó khỏe hơn. Lùi là mất thế công đấy. Cái gì đây, kỵ ô tô mạng đến này. Kìa kìa, quá con mèo, quá con kìa. Có mát à? Ui, vãi cả. Kìa, kỵ ô tô man ở trên này. Bờ bò chuyển lên đây. Có tao hề, tao hề. Chuyển đi. Đu, đang ở nhà, kỵ ô tô man ở nhà. Ôi. Chờ lên đấy. Đi. Con mẹ nha mày. Công đi, Soi dân đây. Giống dân đâu nhỉ? Có đi buôn nha. Chắc chắn là đi buôn rồi, không đi buôn không chịu đâu. Ê anh em ơi, chiếm lại thánh địa nha, để ý nha. Rồi, nhiều băng cao lên này. Nhiều súng đấy, nhiều súng đấy. Dẻo mẹ mấy con kỵ Ottoman, cáu nhỉ. Ui, rồi, bất mẹ Ottoman rồi. Em đang lên giữa rồi nhá, em đang cho mày lăng đá lên. Mất hết ra phong rồi, mất hết ra phong rồi. Đem cũng ở giữa đấy. Đông đi. Ờ lên chị 4 cái. Đi con mẹ nó. Hỏng rồi, hỏng rồi. Biết ngay mà. Vừa đấy bo một lửa mình đã ngăn lại rồi. Khỏe lắm rồi. Khỏe lắm rồi đấy. Chỉ tao phép. Bảo thằng nào xây một cái nhà đấy đi, nhà chính, nhà ở trên đấy, đấy góc đấy. Mẹ buôn góc đấy đi, chuyển đi. Chuyển luôn. Địt mẹ em đi về đây. Buôn lên trên kìa, có một chợ trên rồi, bé ở chợ trên kìa. Nhưng bây giờ vàng cần. Vàng bảo kê cái cục thích hả? Địt mẹ em kỵ đời 4 rồi, được chưa? Đánh tiếp. Công ra rồi, không tay rồi. Giáng xuống rồi. Đây em đây. Bắn đá cho xây kíp ở giữa này. Công này, công này bắt hết kíp. Ừ anh ơi, từ anh ơi, người ta đang đông quân ở đấy lắm. Từ dân em mình chơi nhiều quá. Đó, không ý. Đi làm với các con ơi. Không thể công được. Đấy nè. Đấy kìa. Gì vậy? Không được, không được. Khải công rồi, cơ này tiêu luôn. Kìa, đấy kìa, đi kia giết ở giữa kìa. Đi kìa đấy, đấy, ui dồi ôi, một đống cung ấy. Bắt hết luôn, đống cung ấy. Anh ơi, phá ram đi anh. Đấy, 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 bình tĩnh, lùi lại. Lùi lại. Tao chạy ra giữa rồi. Nhưng mà phải phá ram đi đã, khổ quá. Con người ta còn đời 4 rồi, em nấu thằng lại.
có quân đời 4 đến bây giờ. Được chưa? Ít mẹ công nghệ này làm lương mà chưa làm này. Quần đồng. Ôi. Em lên 4 phát đã anh em ơi. Ok, cho phép lên 4. Chết quá. Anh em ơi. Cục kia đây. Nàng có vô, có vô nào. Chết hết. Chạy xa ra kìa, cái đám mắt của quân anh nó bắn kìa, chạy xa ra. Thôi, lùi về. Giáng xúc đánh lên tiếp nhá, để địch mẹ tập trung đánh ở trên này phát. Đánh ở chợ kìa, cái chợ nó đi vô này. Thì ra thà địch mẹ là x đôi cơ giới hơn cẩu đá cho kia ra cùng. Chờ em, chờ em, chờ em mắt ở đây. Đừng vô vui, đừng có vô, mẹ khổ vã. Rồi, rồi anh Vũ kéo không giữ được đâu nha, má khó đấy. Yên tâm, cái chợ ở dưới nó chưa buôn được đâu. Chợ dưới chỉ bo vào vừa lấy chặn tôi như ấy thôi. Soi dân thế nào? Soi dân thế nào? Soi dân thế nào? Đúng, soi dân, soi dân. Hết buôn rồi, hết buôn rồi. Hết mẹ nhắc mới soi. Quên đợi. Đào đá xây lâu đài thôi, đào đá xây lâu đài lấn dần nữa. Ai này, giữa này anh em ơi, ai ra đem giữa với em đi. Anh em bên kia không đẩy được à? Có đem được giữa không? Đẩy gần xong rồi, lại còn phải không đẩy. Chết, chết, chết. Thế thì cố lên nhá. Bên này cũng mất giữa rồi đấy. Tính ra là mất rồi đấy. Cái này căn bản là Ruki đi bay nhà sớm quá. Bay nhà nhanh vãi lồn. Lỗi em, lỗi em. Nó là điền rõ ràng rồi. Anh ơi, người ta bắn đá nhiều quá, cho dân ra đốt bắn đá đi anh ơi. Xin thống nào đi. Đây em đang xây rồi nhưng mà người ta nhiều quá. Đây em đang xin rồi nhưng mà. Sao con này con kỵ nhẹ đúng không? Sao trông nó khỏe khỏe nhỉ? Kỵ nhẹ nó khỏe mà. Mẹ. Nhưng mà là ăn sao kỵ nặng rồi. À nó có kỵ nặng ở đấy. Nó có một tí thôi nhưng mà ý là kỵ ít cơ đấy. Mấy mấy con đây kìa. Nó không đến nỗi nhiều cái mức này ấy được. Nhưng mà cái nhẹ tanh cho kỳ lặng kém. Nhẹ nó xin rẻ không. Mẹ lính còn chưa kể lính với phần ghi nữa. Thả ra không về, thả ra không về. Mà công nghệ mình công nghệ đời 4 ấy chứ. Cảm giác nó yêu yêu nó. Đời 4 rồi đó. Có cái địch mẹ dân chết hết chứ. Đông còn nó đông hơn. Con xin giáo. Đùi về cái thoại thái kiên, đùi về cho cái tắp nó bắn. Tiếp đánh, vừa đánh vừa đùi về nó chạy ngay. Không chạy đâu, cứ đánh vừa lùi, đánh, lại quay lại đánh tiếp. Đấy. Chạy ra sao được. Nó ham sống, nó ham công nó phải lên. Mất giữa nha. Đấy, em ơi bên kia mất giữa rồi. Đấy, bao nhiêu ngựa. À. Hay quá nhờ, thì mẹ được hôm tung kít khôn hơn hẳn. Ủa đây mà chiến thuật từ mà ý nó khác. Bảo kê chợ nhá, bảo kê chợ nhá. Địt mẹ lại quay lại kìa. Mất trơn. Chờ quân kỵ đấy xung kích. Địt mẹ chọc chết. Nghĩa ra giáo hùng nhỉ? À tung kích nhỉ? Ui giời ơi, bắn đá. Chỉ cần 50 con giáo thôi mà. Phá bợi cái nhà kia, phá bợi cái nhà kia đi kìa. Đây đây đây. Không, đừng hắn cái nhà ngựa, hắn cái nhà kia kìa. Nhà nâng cấp kia kìa. Để nó khỏi xin đánh nhanh. À không không không, đây rồi, đây rồi, có giáng súc ở đây rồi. Giáng súc rồi, bắn mày bắn đá. Đấy, em đang phóng đây nhưng mà không phóng được rồi. Đấy, cái phải nhà nâng cấp quân sự đấy, nó khỏi xin quân nhanh. Đấy, nó xin cầu đá free rồi. Cầu đá kia, cầu đá kia. Cầu đá thấy cầu đá đây, nhìn thấy cầu đá chưa? Nhìn thấy bóng cầu đá chưa? Thấy rồi. Bắn đi kìa, lao vào, kỵ lao vào. Kỵ lao vào đi anh. Bắn tiếp. Đấy, đang bắn đây. Ơ má, mấy con cầu đá này ngu. Bắn đi. Đang bắn anh ơi, rồi hết rồi đấy. Ok.
Ủi anh ơi. Ủi luôn địt mẹ. Bảo luôn. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Cái gì đấy? Ngon, 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 ngon. Bắt 4.000 vàng. À bắt 4.000 thực. Đéo kịp vào, nó kịp vào, nó kịp vào, tung kít ơi. Ấn vào xem nhà chính có bao nhiêu dân, bao nhiêu thơ, bao nhiêu phút. 4.800 sắp xong rồi, đủ kịp. Ok, đéo kịp. Đéo kịp. Chém luôn, nổ luôn, đập nổ. Địt mẹ. Tao đây anh. Đéo kịp tụ kít ạ. Có mấy máu kìa. Còn chưa. Vừa ném vừa hột. Nó còn 25 máu. 4975. Lỗ. Lỗ. Chắc để cướp đi. Ủa ơi. 4.000 vài nguyên nó rơi vào. Anh ơi đốt bớt nhà kỵ người ta đi. Yên tâm đi mẹ. Đừng đốt nhà kỵ mà cứ đốt nhà công ấy trước. Để cho nó khỏi ra đi trước đã. Rồi. Rồi ok, bay nhà. Được chưa? Công nhà bố sớm à. Nhà tiếp theo anh. Được. Nhà tiếp theo. Không đơn giản như thế đâu đúng không? Trời ơi anh ơi. Đi về từ cõi chết tưởng là sống dai. Ôi 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 ôi. Anh ơi. Súng với đá của người ta kìa. Còn đánh luôn. Tâm này ủi hết. Không có ngại ngầm cái gì cả. Đầu hàng. Đừng có cây cú. Đây. Ơ mà sao đi mẹ ơi, ông mới đẩy nát nhà thằng ấy rồi mà sao ông cứ liên ông làm gì mà không ấy nhỉ? Cứ liên chạy đến đây đem gì 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 cả. Mà cứ liên làm gì ấy? Cứ liên chuẩn bị đúng không? Cứ liên đang mải đi bó chợ của mình. Không phải đi mẹ ơi, ông Vương cũng đẩy nát thằng ấy rồi đến nhà kia rồi mà không hiểu cứ liên làm gì quân chẳng có nhau lên. Chúng ta phải đi cùng. Chúng ta phải đi cùng ông Vương để ốp mèo ông ấy cho ra lại không có lính nhỉ. Vẫn chưa đầu hàng à? Vẫn chưa đầu hàng. Bà trời cô đến cuối cùng. Không chịu. Soi dân nhà, soi dân nhà. Cánh này bại được mà lại sao lại ông ấy lại thua được nhỉ? À, bại làm sao được mà bại anh? Là cánh sao được? Bại làm sao được? Bại làm sao được? Đẩy như đây mà anh em bảo bại dở rồi đấy. Đã bảo là khỏe lắm rồi, tụng kít đéo tin. Bảo khỏe lắm rồi, nói thật chứ ai đùa đâu. Đúng không? Có đùa đâu, có đùa đâu. Chưa biết đùa là gì hết, được chưa? Ê, nhìn này. Ủi như nay anh ấy chê còn ra chiếm được giữa mà anh lại bảo là thua. Chết dở rồi đấy. Có biết đùa là gì đâu, được chưa? Tụi kia thấy được không? Được chứ mà. Từ cánh ngoài biến thành cánh trong luôn. Bài của anh Zoki cả đấy. Em đã bảo cá hồi rồi, chỉ cần bên kia cứu sớm hơn một tí nữa là khỏe vãi cứt luôn, thề. Mẹ, nhìn cái quả Zoki nó để 22 con cừu kìa, xong cho dân nó đói. 22 con cừu cái lồng cỏ ngoài cùng. Đâu nhở? Ừ nhở. Ừ nhở, nếu để ý thì lại đang mải đánh quân quá thì mẹ. Không sao, ở nhà cũng đeo đói lắm. Không đến nỗi có quá đói. Đói phát là biết rồi. Ờ đúng. Mẹ, ôi ôi chỗ này. Mẹ mày cá hồi vượt biển. Được chưa? Mẹ mày than to nhất mà. Tàn như không phế.